Vào tối ngày 8 tháng 10 năm 2022, thành viên AKB48 Muto Tomu đã thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48 trong sự kiện Coupling Request Our Best 30 được tổ chức tại Nippon Budokan. Cô ấy đã tiết lộ rằng single thứ 60 là single cuối cùng mà cô ấy tham gia và hiện tại ngày tốt nghiệp vẫn chưa được quyết định.